đây làm cho mình rất là cảm động, cảm ơn rất nhiều. Mong kết để cho tất cả TV và bộ phim của chúng ta hy vọng rằng là với sự hợp tác và thực sự là khi mà đến cái ngày này Ngân rất là đáng lo ngại và lo sợ vì là không biết mọi người có thể dành thời gian bên mình hay không. Vì thứ nhất là mọi người biết đây là thời điểm rất là nhạy cảm vì cái cơn dịch bệnh này. Và mọi người thấy hôm nay là Ngân bận váy dài, làm tóc rất là thướt tha, thùy mị, dễ thương công chúa. Nhưng mà hôm nay Ngân bịt cái này tại vì Ngân biết là mình đang có bệnh vặt. Tại vì thật ra bệnh của Ngân cũng rất là nhẹ thôi. Nhưng mà Ngân nghĩ là do là Ngân yêu thương mọi người hôm nay và Ngân muốn bảo vệ mọi người hôm nay cho nên Ngân mới đeo khẩu trang như vậy. Thì thật ra là cũng hơi buồn chút xíu tại vì make up quá đẹp mà không thể cởi khẩu trang ra. Nói chung là cũng hơi tủi thân chút xíu đó. Nhưng mà hy vọng là mọi người sẽ thông cảm cho Ngân ngày hôm nay. Tại vì đây là cái thời điểm rất là nhạy cảm và đây là cái thời điểm đầu của Việt Nam mình nữa. Cho nên là mình hãy cùng chung tay bảo vệ cho chính bản thân mình cũng như mọi người. Thì Ngân nghĩ cái điều này là cũng là cái điều vui trong ngày mùng 7 Tết thôi ạ. Ông Huy cũng biết rằng là chúng ta mất một phi cứu hộ của nhóm. Cũng hơi lo lắng tại vì Ngân biết là nhiều người rất là ngại trong cái thời điểm này, rất là nhạy cảm rồi. Nhưng mà mình cứ kỹ từng ly từng tí, ví dụ như rất cơ bản thôi là mình rửa tay thường xuyên nè. Không, mình khi mình tháo khẩu trang thì mình cũng tháo 2 giây thôi, đừng có ở như này. Và mình hạn chế tiếp xúc, ví dụ như mà muốn nói chuyện hay gì, những người mà mình quen biết thì sao cũng được. Nhưng mà ra ngoài thì đừng nên tháo khẩu trang ra. Và đừng nên ho, cũng như hắt xì thì tìm một góc mà hắt xì cũng như ho cũng vậy. Thì Ngân nghĩ là những cái hành động nhỏ như vậy thì sẽ làm cho những người xung quanh yên tâm mình hơn và mình có thể thoải mái ra được.